Xin chào các bạn, nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án nào đó trên kênh của mình thì một chút thời gian cho mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ Astra mọi người nhé. Dự án này thì mọi người có cơ hội nhận được một NFT đến từ dự án. Đây là dự án Round 2 mọi người nhé. Dành cho 5.000 suất round được may mắn. Để tham gia cái bài đó này thì mọi người chatbot hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram cho mình. Và đây bấm bắt đầu với mình. Sau đây bấm vào Join Airdrop. Ở đây các bạn join vào kênh group và kênh trên New Telegram. Ở đây các bạn đã tham gia rau 1 rồi thì mọi người sẽ bỏ qua. Rồi. Bây giờ bấm vào Summit Desktop. Bấm Don này. Tiếp theo các bạn follow kênh Twitter, like và retweet là bài đăng. Mở kênh Twitter lên. Bấm theo dõi này. Rồi. Sau khi theo dõi xong bấm vào kéo xuống này, bấm like này, retweet là bài đăng. Retweet. Tweet lại. Rồi, sau đó copy lại profile link kênh Twitter của mọi người nhé, gửi vào Telegram cho mình. Ok. Tiếp đến các bạn giao vào kênh Discord. Và đây bấm chấp nhận lời mời cho mình. Ok, cả xong phải này, kiểm tra xem các bạn đã join chưa nhá. Xem tìm đến avatar của dự án. Đây avatar này, mọi người sẽ bấm vào đây verify cho mình. Bấm click verify. Ok, ở đây mọi người sẽ nhập cái mã số lên cái số đây nha, 840512 84. Bốn không năm một hai 840512 rồi bấm verify. Ok, đã xong cái xong phải này. Rồi như vậy đã xong rồi nhá. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào avatar đây này, copy lại cái username đây, gửi vào Telegram. Ok. Tiếp đến là follow kênh Facebook và copy lại profiling kênh Facebook của mọi người, gửi vào Telegram cho mình. Ở đây bấm theo dõi kênh Facebook cho mình nhé. Đây bấm theo dõi này. Sau đó bấm trở lại cho mình. Bấm vào ba gạch ở đây. Bấm vào avatar. Tiếp tục bấm ba gạch ở đây. Kéo xuống, bấm vào sao chép trang cá nhân. Bấm ok, gửi vào Telegram. Bây giờ các bạn follow kênh YouTube này, bấm đăng ký kênh YouTube. Bấm đăng ký kênh, rồi, đã xong, tiếp tục quay trở lại. Bấm đăng ký kênh liên kết luôn. Bấm đăng ký kênh, sau đó bấm trở lại cho mình. Copy lại profile kênh YouTube của mọi người gửi vào đây cho mình nhé. Đây các bạn là do vào kênh YouTube này. Bấm vào avatar này. Bấm vào kênh của bạn này. Sau đây bấm vào ba gạch này này. Bấm vào chia sẻ đâu. À, mọi người bấm vào trên này luôn. Bấm vào sao chép này. Sau khi sao chép xong profile link kênh YouTube của mọi người thì mọi người sẽ gửi vào Telegram cho mình. Ok. Đã xong. Bây giờ địa chỉ ví thì mọi người sẽ gửi địa chỉ ví mạng lưới BSC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Rồi, bấm ra vào kênh liên kết trên Telegram. Bấm tham gia kênh. Sau đó quay trở lại, tích vào Bron. Rồi, follow, like và retweet là kênh liên kết này. Mở cái bài đăng trên kênh liên kết.
Ở đây bấm follow này, sau đây copy được username này, bấm like, retweet và copy lại username này, gửi và bấm tweet lại, sau đó bấm sao chép là cái link retweet này, rồi gửi vào Telegram cho mình. Ok, ở đây các bạn join vào các kênh group ở đây cho mình nhé, bấm tham gia các kênh group ở đây. Kênh nào đầy rồi không tham gia được thôi, mọi người sẽ bỏ qua. Đây, các kênh này đầy hết rồi. Đấy, đầy rồi thôi nhé, mọi người sẽ bỏ qua nhé. Sau khi bấm join vào các kênh group xong thì mọi người sẽ bấm vào referral link. Mọi người sẽ có một cái link Z để giới thiệu bạn bè, bấm buy dành cho sư dư nhé. Bấm withdraw kiểm tra ngày rút tiền. Dự án nó sẽ mở rút tiền khi đúng một tháng nhé. Đấy, min data. Đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.